chào tất cả các em. Cô sẽ hướng dẫn cho các em ôn tập kiểm tra giữa học kỳ 2 nhé. Tiên là phần lý thuyết bài 1 là bài 8A, thêm hình minh họa cho văn bản. Các em cùng ôn lại các cái phần, đó là vẽ hình đồ họa bằng mẫu có sẵn. À, thì chúng ta sẽ chọn thẻ Insert, rồi chọn Shape. Tiếp tục thực hiện là chọn mẫu hình vẽ, kéo thải chuột trên trang văn bản để vẽ hình. À, để định dạng hình đồ họa, thì nếu định dạng nền thì chúng ta chọn Shape Fill, định dạng đường viền nét vẽ thì là Shape Outline, tạo hiệu ứng cho hình vẽ là Shape Effect, thêm văn bản cho hình vẽ thì chúng ta chọn lại Text. À, để chèn hình ảnh thì chúng ta mở thẻ Insert, nhé chuột vào nút lệnh Picture, chọn tệp ảnh, nhé chọn Insert, và xóa hình ảnh thì chúng ta chọn hình ảnh và gõ phím Delete nhé. Ở bài số 9A trình bày văn bản thì các em cùng xem lại các bước tạo danh sách dạng liệt kê. À, đó là chúng ta chọn cái thẻ Home, nút lệnh Numbering là liệt kê có thứ tự, hoặc là uh, Bullet để liệt kê bằng ký hiệu. Thêm nội dung đầu trang, chân trang theo mẫu thì chúng ta mở thẻ Insert, rồi chọn lệnh Header hoặc là Footer và sau đó thực hiện tiếp. Để đánh số trang thì chúng ta cũng chọn thẻ Insert, chọn Pay Number à, và tiếp tục thực hiện các bước để hoàn thành việc đánh số trang. Có các lưu ý như sau ở không hiển thị đầu trang chân trang ở trang văn bản đầu tiên thì các em sẽ nháy đúp chuột vào phần đầu trang chân trang để mở giải lệnh ngữ cảnh design sau đó chọn different first page. Đầu trang chân trang có thể chứa chữ, hình ảnh, hình vẽ đồ họa và số trang. Chúng ta có thể tự thiết kế đầu trang chân trang hoặc sử dụng theo mẫu có sẵn, có thể bỏ đầu trang chân trang. Bài 10A trình bày trang chiếu. Khi trình bày trang chiếu thì các em chú ý nè, sử dụng cỡ chữ trong trang chiếu, đó là cỡ chữ cần sử dụng phù hợp với từng thành phần của bài trình chiếu trang chiếu. Sử dụng cỡ chữ thống nhất cho các mục cùng mức phân cấp và mức phân cấp tiếp theo thì có cỡ chữ nhỏ hơn mức phân cấp trước đó và cần sử dụng cỡ chữ phù hợp với phong chữ. Sử dụng màu sắc trong trang chiếu thì cũng phải uh, có cái sự phù hợp, cái sự hài hòa. Ở đây chúng ta có màu nóng là đỏ, cam, vàng, màu lạnh là xanh lục, xanh lam, tím ở các màu trung tính là trắng đen thì màu trung tính kết hợp với màu nóng hoặc màu lạnh thường tạo sự hài hòa, trang nhã, dễ nhìn cho trang chiếu còn màu nóng kết hợp với màu lạnh thường gây chói mắt, mỏi mắt, khó chịu cho người xem à, để tạo liên kết trong trang chiếu các em chọn cái thẻ đó là insert hyperlink ở à, lưu ý sau khi tạo liên kết thì mình có thể sử dụng chỉnh sửa, hủy bỏ liên kết trong trang chiếu để thêm thời gian chân trang, số trang cho trang chiếu, thì chúng ta chọn cái thẻ đó là Insert, cái nút lệnh Header and Footer. Sau đó mình tiếp tục thực hiện. Rồi, chúng ta qua bài 11A, sử dụng bản mẫu. Đầu tiên là mẫu định dạng. Để chọn mẫu định dạng, chúng ta chọn thẻ Design, sau đó chọn mẫu trang chiếu. À, lưu ý, nếu như chúng ta nháy chuột phải chọn vào Apply to Selected Slides, thì là áp dụng định dạng cho cái trang chiếu đang được chọn. Còn nếu như chúng ta chọn Apply to On Slide, thì nó áp dụng cho tất cả các cái trang chiếu à, bản mẫu. Bản mẫu là một hay nhiều trang chiếu với bố cục định dạng và cấu trúc nội dung trình chiếu có sẵn, được thiết kế một cách chuyên nghiệp phù hợp với chủ đề trình chiếu. À, lưu bài trình chiếu dưới dạng tệp video. Các bước để lưu. Thì bước 1 là chúng ta chọn Uh, thẻ file, chọn sales uh, chọn thư mục lưu tệp là bước 2 bước 3, ở trong cửa sổ sales mở ra, uh, nháy vào mũi tên bên phải, OC file type chúng ta chọn cái sao.mp4 hoặc là sao.wmv và cuối cùng chúng ta uh, nháy vào cái nút lệnh sell thì lợi ích của việc lưu bài trình chiếu dưới dạng uh, tệp video một trong những cái lợi ích đó là chúng ta uh, có thể xem lại cái bài trình chiếu nhiều lần mà không nhất thiết phải có tác giả trực tiếp trình bày. À, chúng ta qua bài 12 thuật toán chương trình máy tính. Đầu tiên là biến. Biến là một vùng trong bộ nhớ được đặt tên và được dùng để lưu trữ dữ liệu khi thực hiện chương trình. Trong quá trình thực hiện chương trình thì giá trị của biến có thể thay đổi. Ngoài các biến có sẵn, ví dụ biến answer có sẵn trong strat, được sử dụng để lưu trữ dữ liệu người dùng nhập từ bàn phím thì biến cần được tạo trước khi sử dụng à, kiểu dữ liệu của biến. ở đây chúng ta có dữ liệu kiểu số đó là số nguyên, số thực, dữ liệu kiểu chữ là dạy ký tự, dữ liệu kiểu logic là đúng là true hoặc là sai là false. như vậy chúng ta có dữ liệu kiểu số, kiểu chữ và kiểu logic. rồi bây giờ cô sẽ hướng dẫn các em làm bài tập nhé. đầu tiên là bài 1. À, như vậy chúng ta thấy ở đây cái biến answer là biến mà đã có sẵn trong chương trình nên chúng ta sẽ không cần tạo nữa. Như vậy chúng ta cần tạo hai biến đó là biến trắng và biến đen. Và Strat có phân biệt chữ hoa, chữ thường cho nên chúng ta phải tạo cho đúng cái biến nha. Chúng ta qua bài số 2. Em đã cho biết giá trị của biến xanh nếu mình nhập giá trị của biến trắng là 7 và biến đen là 3. Như vậy thì chúng ta thấy nè, à, chúng ta sẽ gán cái biến xanh sẽ bằng cái giá trị của biến trắng cộng với giá trị của biến đen. Như vậy giá trị của biến xanh lúc này sẽ là 7 cộng 3, à, sẽ là 10. Rồi, chúng ta tiếp tục qua bài số 3. Em hãy cho biết cái giá trị của biến trắng, đen, đỏ, xám sau khi thực hiện chương trình. Thì chúng ta thấy nha, đầu tiên chúng ta sẽ lấy cái biến đỏ trước ha. Rồi ở đây biến đỏ sẽ bằng biến uh, À, biến trắng cộng với biến đen nè như vậy là biến đỏ sẽ nhận giá trị của biến trắng cộng với giá trị của biến đen biến đỏ sẽ có giá trị là 28 à, biến trắng nhận giá trị của biến đỏ như vậy biến trắng cũng sẽ bằng 28 à, biến xám nhận giá trị của biến đen như vậy biến xám là 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 8 còn biến đen ở đây nó không thay đổi giá trị như vậy giá trị của biến đen cũng sẽ là là 8 Rồi, các em qua bài 4 nhé. Ờ à, các em đọc và mình trả lời nha. Rồi như vậy đầu tiên biến A đó là dữ liệu kiểu số, sau đó là dữ liệu kiểu chữ, à, cái cuối cùng là dữ liệu kiểu logic. Chúng ta có bài số 5. Cho các lệnh ở phía dưới, à, em hãy cho biết hình bên được thực hiện bằng các cái lệnh nào. Ở đây là chúng ta đang làm ở trong Word nha các em nhấn cái nút cho nó dừng lại thì các em làm ha đây chúng ta có chín vị trí rồi ở đây là cái đáp án của cô các em xem thật là kỹ nha như vậy là cô vừa mới hướng dẫn cho các em ôn tập À, để mình chuẩn bị cho cái bài làm sắp tới được tốt hơn. Chúc các em làm bài tốt nhé. Và tạm biệt tất cả các em.